vấn đề quan trọng. Ở đêm nay trước khi mà đến phần kế tiếp thì cảm ơn Tuấn Đạt đã hát một cái bài hát của nhạc sĩ Ngô Thủy Biên. Ông là một trong những người được mệnh danh là người nhạc sĩ có những bài tình ca buồn mang màu sắc của màu xanh hy vọng. Không có nghĩa màu xanh hy vọng là trở lại cuộc tình cũ đâu, nhưng ông luôn luôn cầu chúc cho những người yêu đi qua cuộc đời của chúng ta có một cuộc tình mới thật nhiều hạnh phúc. Đó là nhạc của Ngô Thủy Biên. Bài hát vừa qua chúng ta xúc động bởi vì có những cuộc tình như là Tuấn Đạt đã hát, có những người chỉ có thể ở trong tim của chúng ta chứ không thể nào tay trong tay đi suốt cuộc đời, và chúng ta trân trọng họ một thời gian nào đó đẹp nhất đi qua. Và đêm nay trước khi đến một tiếng hát mà do Tuấn Đạt yêu cầu trong bản thì xin được mời Trần Đức Minh trở lại với món quà của hội quán. Từ đấy giờ xúc động quá quên, không phải là quên mà muốn Tuấn Đạt để giao món quà này. Xin mời Đức Minh, xin quý vị cho Đức Minh một tràng đây. Và anh Tuấn Đạt sẽ phát biểu sau khi chủ nhân của hội quán Màu Kỷ Niệm đọc những lời sau đây. Chúng tôi xin được mời Nam Phương dâu đẹp nhất Nguyễn Anh Đức có bài này. Râu đẹp mà có người cũng đẹp nhất. Hôm nay Đức xin thay mặt cho hội quán Màu Kỷ Niệm sẽ mừng hội một ca sĩ Trần Đức Minh. Trời ơi trời. Tiếng hát đến từ Maryland. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã từng viết một trân châu, một đại dương trân châu báo cũng không bằng một phút giây tương phùng. Đúng vậy, hội quán Màu Kỷ Niệm rất vui được đón tiếp ca sĩ Trần Đức Minh. Mong khi anh đặt về lại Maryland sẽ nhớ mãi hội quán Màu Kỷ Niệm ngày và một đêm tràn đầy thật âm nhạc và tình bạn. Hẹn sớm tái ngộ anh Phong Tuấn Đạt, anh Đức, Trần Quốc Bảo, hội quán Màu Kỷ Niệm. Và Đạt cũng thay lời cho tất cả những người bạn đã ủng hộ show của Tuấn Đạt tuần vừa qua, chủ nhật vừa qua thì rất là đông đảo và cũng không còn một chỗ trống. Là để trước nhất là Đạt muốn gửi một lời cảm tạ đến với một người bạn đã lâu năm, hơn 50 mấy năm, và một người anh đã tạo cơ hội và đã phát hiện Đạt để giới thiệu Đạt vào vườn hoa âm nhạc của Việt Nam chúng ta. Và ngày hôm nay Đạt rất vui khi đứng trên cái bục sân khấu này với một cái hội quán đầy tình thương và đầy những niềm rất là nồng nàn của tình bạn, nhất là như anh Trần Quốc Bảo đã tạo cơ hội và đã tạo điều kiện để gặp mặt một cách mà ấm cúng, vui vẻ, bầu không khí rất là thân thương, khó quên. Cho nên Đạt xin cảm tạ quý vị và cũng cảm ơn Trần Quốc Bảo và cảm ơn anh Trần Đức Minh một lần nữa. Đã nếu không có sự phát hiện mà giới thiệu của anh Trần Đức Minh thì cũng không có Tuấn Đạt ngày hôm nay được đứng trên sân khấu hát cho quý vị nghe. Cảm ơn quý vị nhé. Cảm ơn Trần Đức Minh và cảm ơn Trần Quốc Bảo. Thông báo quý vị, hội quán Màu Kỷ Niệm có một tin buồn. Cái chuông phi chúng tôi đang để đây mất tiêu rồi. Tôi đưa ra giao cho anh Đức để trên bàn rồi. Đây, khổ. Ông bảo ông làm giật hộp hoài đó quý vị ơi. Đây anh Trần Đức Minh, đây là tất cả những tình thương của miền Nam Cali và những tình người bạn của miền Nam Cali, nhất là hội quán Màu Kỷ Niệm, anh Trần Quốc Bảo và anh Đức và Tuấn Đạt và tất cả như những anh nhạc sĩ đã gửi đến cho anh. Và mong anh trên đường về và về đến Maryland vẫn nhớ mãi những tình thương, những gì rất ấm cúng của miền Nam Cali đã gửi đến anh, và mong anh nhớ mãi và anh sức khỏe
thật dồi dào. Một lần nữa nếu có dịp sẽ trở lại hát với tụi Tú Đạt và Trần Quốc Bảo vân vân nhé. Đức Minh xin cảm tạ Tú Đạt và anh Bảo. That's why friend forever. Okay. Thank you everybody for supporting. Thank you. Đúng vậy, tình bạn là vĩnh viễn, là vĩnh hằng, và tình bạn chân thật mãi mãi vẫn còn đó. Chỉ câu nói đó mà ai lấy tròn cái quà để trả lại. Bây giờ chúng ta trong bàn của bạn toàn nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng lắm. Tôi biết vì yêu bạn và yêu Đức Minh họ đã tới. Bây giờ người đầu tiên bạn giới thiệu là ai? Một người em gái, cũng là người em gái Mỹ Tho.